bác có nhu cầu đến sản phẩm nào thì vui lòng bấm ngay giỏ hàng cho em chứ. Mua. Bấm ngay giỏ hàng cho em chứ. Mua. Bên đơn thành công em cảm ơn rất là nhiều ạ. Thôi nghỉ đi câu câu thời tiết đẹp. Đi. Này mình sử dụng cái quần Satiga 3 chấm này. Cái địa thể hôm nay cực kỳ khổ luôn. Dùng quần này để bó cứng các bác nhá. Đây là ốc sau khi mình ủ được tầm khoảng 4 tiếng. Năm lá liệt hết rồi. Các bác cứ đòi ốc phải bo lồng ngộ với hẻ không cần. Đây, năm cái này xuống ổ mới hoạt động nhá. Vân cứ cuồn như thương. Sau khi đổ ổ thì nhìn tắm các bác nhá. Đây. Đó. Cái địa hình ở đây hơi dốc cho nên là ốc sẽ chạy xuống, thấy chưa? Các bác thấy chưa? Chạy xuống pháo đó. Em đổ bên này này mà ốc chạy xuống pháo. Đó, giữa ổ đấy đó. Mấy cái địa thế em tròn đánh ra chưa, hai cái cọc bê tông này các bác. Phao ngoài kia đó. Bây giờ nếu mà đánh mà không bó cứng á, không lại được ra khỏi cột bê tông này là coi như mất nhá. Nhưng mà có cột bê tông thì đồng nghĩa với cái việc là cả ở dừa, cả nó dừa quanh đấy rất là nhiều, cực kỳ nguy hiểm á. Cái cột này thì giấy vào là đứt thôi, nên là buộc là phải bó cứng. Được con nào phát là bó ngược ra ngoài. Đây, cần là ngồi bên này. Cần thì đang ngồi đây. Đánh đã ổ đây. À, tắm cứ vào liên tục ấy quá này. Có thấy không? Vừa đầu môi có tí. Sau khi đổ môi xong thì anh em mình vừa chuẩn bị một cái đuôi bò cực kỳ to luôn đây các bác này. Trưa nay sẽ có món đuôi bò nướng, nhưng mà nướng mình sẽ làm cái phiên bản nướng cho nó phong nổ đốp cái giá này lên, thử xem là thực tế mình có làm được hay không nhá. Ý tưởng của mình là mình sẽ làm cái đuôi bò này này cho nó giòn tan cái vá, cái giá của nó nổ đốp giòn tan luôn. Không biết là có thành hiện thực hay không, nhưng mà mình đã chuẩn bị đấy là trái giấm, chỉ có giấm đấy thôi. Mình sẽ luộc qua đuôi bò, sau đó là chấm lồ đến đuôi bò, rồi tưới giấm vào, sau đó hóng khô. Nói chung là lý thuyết thì mình khá là thuộc. Sau khi luộc chín thì mình mang cái này lên để cho nó khô một tí rồi tưới giấm lên các bác nhá. Mình bắt đầu chọc lỗ. Đó, chọc càng dày thì tí nữa nổ càng gớm. Đó là lý thuyết. Còn thực tế thì phải chờ kết quả các bác ạ. Mình nghe nói là cứ chọc càng dày thì nó nổ càng mạnh nhé. Sau khi chọc hết thì mình sẽ tưới giấm lên. Tưới giấm lên cái bề mặt cái này, thoa đều một lớp giấm nhá. Dùng tay thoa luôn. Rồi. Thoa đều xong rồi mình cứ phơi khô như này tầm khoảng 15-20 phút. Sau đó cho lên lửa nướng. Mình vừa cho cái đuôi lên bếp. Bây giờ hóng xả lửa các bác nhá, cho nó khô hẳn đi rồi sau đó mới bắt đầu hạ thấp xuống là nó sẽ nổ, theo lý thuyết là vậy. Không biết là có thành công hay không. Sau gần một tiếng hóng đấy các bác này, nó khô rồi, có đôi chỗ nó bắt đầu nổ rồi các bác ạ. Bây giờ em sẽ đốt to lửa và hạ cái này xuống thấp nhá. Để nó hơi nguội một tí, xong rồi mình thoa thêm một ít dầm với là muối các bác nhé, dầm với muối trắng thôi, không có gì cả. Đem dùng hai tem thoa cho đều nhé, sau đó mang lên bếp nướng tiếp.
có vẻ ô cha, đáng đinh là có vẻ ổn, có vẻ hơi chảy rồi các bác ạ. Không vấn đề gì đâu. Chỉ luôn các bác ạ. Nhìn ra đi mà thằng Mạnh hẳn vào là không giòn các bác này. Nhìn nó vào là không giòn. Đưa cái dao đây. Nghe mà bảo là không giòn à? Giòn đốm đốp luôn nhỉ. Ơ, nó mà bảo là không giòn. Thế thì chọn thử luôn không? Nhìn chảy. Nó biết không giòn. Chắc cứ phải có cái đoàn muốn còn giòn nhé đúng không? Ôi chà. Đang nóng lắm các bác ạ. Giòn hay không thì chưa biết, nhưng mà chắc là ngon. Ấy. Ê, thiếu nước chấm. Những ngày mà bảo là không giòn à. Nhưng mà bảo là không giòn à. Giòn tan như này mà bảo là không giòn à. Một biển nữa. Đây, mời các bác nha. Rope. Đấy là mình cắt tiếng đi rồi á. Ngon tan luôn. Một bò. Cái gì chỏ mua cò bò thì nó mà ăn được. Ghế vẫn đôi giòn. Mình mà hay cái khúc VV để tổ nấu chảo nhá. Tắc nấu chảo hâm lên nó còn chứa chắc là giòn nhá. Này, thử cái khúc này. Tiếp bò da. Lúc này ra mới cùng kiểu công thức trong xem YouTube các kiểu. Nào là chỉ quét giấm lần 1, phơi khô quét giấm lần 2. Cái mì là thất bại rồi các bác ạ. Nó không thể ăn được luôn. Cái gì sống mình thử không? Ok. Này. Giòn á? Giòn. Không nhúc nhích được luôn. Cái da này các bác này, con bò này á. Đây này các bác nhìn cái lớp da của hắn này. Chắc hẳn phải da mấy chục năm rồi chứ không phải là bình thường nữa. Làm trồng được. Thôi. Hả? Cho chó ăn chưa á? Chó cũng không ăn nổi. Này, mic ăn không? Chó thì vẫn ăn. Nhái được không? Chó. Cái đi mút thôi. Đó, con mic thằng vẫn ăn được. Ăn nha. Thằng này đây. Đây đây. Mic ăn đi. Mic ăn đi. Đây đây đây, ăn đi. Ăn đi. Đây là con cắt miếng nhỏ cho hẳn đây nhá.
Chó mà con ăn không nổi thì này cho mình thịt này. Thôi không ăn nổi nữa. Đó. Các bác thấy chưa? Chó mà ăn con không nổi cái miếng giá này. Mình cắt cho bạn cameraman thử. Đây là ẩm thực Tây Tạng. Đó, cắt cả thịt cả giá thế này để cho khách quan này. Đây mình thử trước đi. Mời mọi người nhá. Úi chậm à. Chém đường mong mong lắm. Mong cái gì? Giòn lắm, giòn dai cực kì. Đây nhật từ luôn. Được. Giảm chế quá, không ai chế cả các bác ạ. Lần sau đừng làm món ý nữa nhé. Được mà. Ngài cho mạnh thật mạnh đúng không? Ngài thấy hát nó khỏe. Món ý cầm con dâu làm cho bố mẹ khoảng tầm 5-60 tuổi là cầm làm món ý đó. Không học theo ở nhà. Làm được. Ngài nuốt đúng một đuối trừa mặt. Thôi bây giờ mình sẽ mang anh đi về để tối hâm một nồi chảo cho anh em ăn. Đây, tối nay mình sẽ ăn chảo đuôi bò. Ổn phết. Không ăn được nữa các bác nhá. Anh đang cây tăng vào pháo đấy rồi các bác này. Cho anh đem một phát rồi mình bắt đầu ôm cân nhá, thông thả thôi. Không vui. Nghe chào đi câu khi mua măng phớt không mà. Cứ ngồi đây quay pháo, quay pháo, quay tâm cho các bác xem. Thằng cây trống ổ. Pháo mình đang để lệch phải ổ khoảng 20 phân. Lệch phải và tiến về trước 20 phân mà con cá lại cay vào trống ổ. Lão thật. Điểm con cá đang cay là trống ổ luôn á. Đừng có phát cột. Em đừng có phát cột. Đừng có phát cột. Thẳng rồi, thẳng hẳn rồi. Để đấy xả được rồi. Đổ lắm. Ô hẳn lại qua bên đi. Ai đuổi cái? Ai đuổi cái? Anh đuổi. Ôi lấy đâu
15 cân. Không chạy được nữa đâu. Nhanh. Vớt vớt vớt. Sắp bóng rồi. Trong trong vô đấy em hất không? Thấu đi. Dình có tìm mang thôi. Bắn lại, bắn lên. Siêu phê luôn các bạn nha. Đó mới gọi là bó cứng đó. Bó một phát chít tay luôn. Quật trời ơi. Bỏ đi. Bỏ bằng chết. Đấy rồi. Bỏ đi. Bỏ này. Nèo. Bỏ rồi. Đấy rồi. Để lấy thôi, xa máy không đứt, rồi. Tụt nó cầm cả du. Tụt bó, cầm lên. Không phải cầm cả du có đứt tại đâu. Chứa bó, còn đi chứa, còn đi, đấy thích thì nó lại phù nữa. Ôi chắc con ra ui chứ ui. con lười một đời bóc bắt thôi nó cái rách quần ra thôi nó bóc. Giống dòng cả đấy, tôi em lưu vậy nó đây nó xẻ đấy, người cả con cả đi nó chạy con. Làm cái gì nó thế à? Ai đâu. bắt cái mình lòng mặc sẻ kích nữa đó, lòng mặc kiểu cái con tí tia mà TikTok này sẻ đó. Cả cù luôn. Cả quá đẹp luôn. Kéo nhanh, kéo tua đi. Kéo đi. Quẩy lên, kéo đi. Bẩy lên. Mắc ngang người thôi. Bẩy lên. Mỏi tay đi, kéo nhá. Bày lên, đừng có riêng đó, bày lên. Tao bày được quân. Rồi, xa được rồi. Chị là thế. Lại tiếp. Bắt đi. Rồi, như bắt con đi. Bày lên, xuống nước là mất. Bày lên. Mất thật mà, cái pháo nổi lên mặt nước là được. Bay lên. Mạnh lên. Quả là mạnh như mình đen. Không phải bố. Bay lên, rửa pháo trên mặt nước là được. Ô. Đun ra ra em cũng 36 cân thôi. Mày là 36 cân thôi. Chỉ nó mới cái chi bóng ba nó đi. Tiền.
bay lại đây này, ổn nhưng nghỉ lái ô, mắc cái tia lười đấy, mắc lười khác vậy, lười cá luôn, ừ. Rồi đừng bay nữa, đừng bay nữa. Cái thằng mảnh đấy khúc để cho mình. Mày nó già nhé. Có chịu nhí. Quả đi tách kia mà mình đi đây kéo cái con cầm kéo. Rồi lúa vào rồi vớt luôn. Rồi vớt đi. Con ý là đếm trai lắm mông. Vào luôn. Có bung, đừng bày nhá. Cắn là được, đừng bày. Có đến nào phải vắc lưỡi của mình. Có đến nào phải vắc lưỡi của lưỡi nha, vắc lưỡi thế hả? Rồi, cắt đi. Thôi, chào các bác nha. Em về làm thịt cá đây. Hay mong ngơ cái lưỡi sao?